Xin cảm ơn đã và cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Anh em hãy vui lên, tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên. Vậy thì
niềm vui mà những tông đồ Phaolô nói ở đây là niềm vui này. Phải chăng là niềm vui của những người được sống trong Thiên Chúa? Đúng như thế, niềm vui ấy thực sự tồn tại trong bình an, mà bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên sự hiểu biết. Bình an ấy sẽ giữ cho lòng trí của anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Thế đó, Thánh Phaolô đã nhắm đến sự kết hợp tâm sâu với Đức Giêsu Kitô, đứng là bình an biến đổi. Kính thưa các bạn anh chị em, chúng ta cùng mời gọi xác định một lần nữa, bình an mà Đức Giêsu hứa là bình an thật, và chỉ ai kết hợp tâm sâu với Đức Kitô được Đức Kitô đến ở ngài với người ấy, và chỉ những ai có một tình yêu thật sự dành cho Thiên Chúa và trao tặng cho tha nhân thì người đó mới có sự bình an thật sự. Đúng như trong Tin Mừng hôm nay mình nói với chúng ta, anh em đừng lo lắng, tức là hãy giữ sự bình an ấy ở trong lòng của anh em. Và bình an ấy chỉ được thực sự có được kết quả khi đặt bình an ấy vào chính bàn tay và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi mỗi người hãy thể hiện tình yêu ấy nơi cuộc sống, thể hiện một cách đơn sơ và chân thành, sống hiền hòa rộng rãi, đừng lo lắng gì cả. Trong mỗi hoàn cảnh cứ cầu thần van xin và tạ ơn, dạy bày những âu lo trước mặt Thiên Chúa. Tình yêu ấy còn được thể hiện lên, thưa anh em, những gì là chân thật, là cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyển, những gì là đáng mê và đem lại danh thơ tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì anh em hãy để ý và giữ lấy. Đó là những nét chung mời gọi chúng ta đi vào sự bình an của Thiên Chúa và đón nhận bình an này hiệu quả. Trong đêm phút đầu năm, mỗi người chúng ta chắc chắn mình cũng đang đi tìm sự bình an. Bình an này chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Ước chi trong thời khắc của ngưỡng cửa năm mới, năm Bình Thân 2016 này, chúng ta hân hoan tạ ơn Thiên Chúa về những hậu ân cao quý đã ban cho chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng khẩn xin sự bình an thật của Thiên Chúa có đổ vun vào xuống trên từng người chúng ta, xuống trên từng gia đình chúng ta, xuống trên từng cộng đoàn, từng nhóm và cả cộng đoàn giáo xứ. Và rộng hơn nữa, xin bình an ấy trên nhân loại chúng ta, để họ có cuộc sống đức tin của chúng ta mỗi ngày thăng hoa, đừng ông sinh trái. Để được như thế, chúng ta phải tâm tâm trong năm mới này, đặc biệt là trong năm thánh lòng thương xót. Chúng ta từ bỏ những đam mê cờ bạc, những đam mê tiểu sắc, cướp từ những lời mời gọi trái lòng yêu mến Thiên Chúa. Thay vào đó, chúng ta thêm lòng yêu mến Thiên Chúa, thể hiện phong điểm say mến Giêsu Thánh Thể, đến với Chúa nhiều hơn, đến gần với Chúa chứ không đứng đằng xa hoặc đến. Trong đời sống sinh hoạt gia đình, chúng ta cũng biết quy tụ nhau trong những giờ kinh chung, biết nêu gương sáng cho từng thành viên trong gia đình, để từ đó lan tỏa tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa tới những người xung quanh, đặc biệt là lan tỏa lòng thương xót của Thiên Chúa nơi các thành viên trong gia đình. Với người vợ, người chồng hãy thể hiện lòng thương xót. Với người chồng, người vợ hãy thể hiện lòng thương xót. Với bậc cha mẹ, hãy thể hiện lòng thương xót với con cái. Và những người con cái, hãy thể hiện lòng thương xót với ông bà cha mẹ qua việc báo hiếu, có việc biết ơn, có việc đón nhận những bất toàn, những khiếm khuyết và những giới hạn của con người với nhau. Mong sao lời hứa của Đức Giêsu Kitô hôm nào vẫn vang vọng và áp dụng cụ thể trong đời sống của mỗi người chúng ta. Anh em đừng lo lắng, đừng lo lắng về ngày mai. Ngày nào cũng có nỗi khổ của ngày ấy. Và trước tiên anh em hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa, còn những thứ khác người sẽ ban thêm cho anh em.
Kính mời đồng loạt đứng chúng ta cùng.